Chào các em học sinh thân mến, chào mừng các em đến với chương trình ôn tập trực tuyến. Nội dung ôn tập gồm những bài sau: bài 13 Chiến tranh Thế giới thứ nhất năm 1914 đến năm 1918, bài 15 Cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng 1917-1921, bài 17 Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 đến 1939 và bài 18 Nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918-1939 cùng với một số câu hỏi mở rộng. Nào, bây giờ chúng ta cùng nhau đi vào từng bài cụ thể nhé. Bài 13 Chiến tranh Thế giới thứ nhất năm 1914 đến năm 1918. Các em sẽ học phần Kết cục của Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Nội dung gồm 10 triệu người chết, hơn 20 triệu người bị thương. Nhiều thành phố, làng mạc, đường xá, cầu cống, nhà máy bị phá hủy. Số tiền chi phí cho chiến tranh khoảng 85 tỷ đô la. Đức bại trận, mất hết thuộc địa. Anh Pháp Mỹ mở rộng thêm thuộc địa của mình. Bài 15 Cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng 1917-1921. Ở bài 15, các em sẽ học hai phần. Phần thứ nhất, Cách mạng tháng 10 năm 1917. Lenin và đảng Bolshevik tiếp tục làm cách mạng, lật đổ chính phủ lâm thời. Diễn biến: ngày 7 tháng 10, tức ngày 20 tháng 10, Lenin bí mật về Petrograd chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang. Ngày 24 tháng 10, tức ngày 6 tháng 11, quân khởi nghĩa chiếm được toàn bộ Petrograd và bao vây cung điện mùa đông. Ngày 25 tháng 10, tức ngày 7 tháng 11, cung điện mùa đông bị chiếm, chính phủ lâm thời tư sản sụp đổ hoàn toàn. Đầu năm 1918, cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 10 thắng lợi trên khắp nước Nga rộng lớn. Phần 2. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 10 Nga. Ý nghĩa đối với nước Nga: thay đổi hoàn toàn vận mệnh đất nước và số phận con người ở Nga. Cách mạng đưa những người lao động lên nắm chính quyền. Xây dựng chế độ mới, chế độ xã hội chủ nghĩa. Ý nghĩa đối với thế giới gồm những ý sau: để lại nhiều bài học quý báu cho cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức; tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của phong trào cộng sản, phong trào công nhân quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc ở nhiều nước. Bài 17 Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918-1929. Trong bài này, các em sẽ học phần cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1929-1933 và những hậu quả của nó. Về cuộc khủng hoảng kinh tế,
Năm 1929 đến năm 1933, bùng nổ cuộc khủng hoảng kinh tế trong thế giới tư bản chủ nghĩa. Đây là cuộc khủng hoảng thừa do sản xuất ồ ạt, chạy đua theo lợi nhuận, dẫn đến hàng hóa ế thừa mà người lao động không có tiền mua. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đã để lại những hậu quả như thế nào? Phần hậu quả: tàn phá nặng nề nền kinh tế các nước tư bản chủ nghĩa. Mức sản xuất bị đẩy lùi lại hàng chục năm. Hàng trăm triệu người lao động rơi vào tình trạng đói khổ. Trước hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế, thì các nước tư bản chủ nghĩa đã có những biện pháp gì nhằm khắc phục cuộc khủng hoảng kinh tế tại nước mình? Biện pháp khắc phục: thực hiện những chính sách cải cách kinh tế xã hội như là Anh, Pháp, Mỹ, nhưng cũng có một số nước khác chọn biện pháp là phát xít hóa chế độ thống trị và phát động cuộc chiến tranh để phân chia lại thế giới như Đức, Italia và Nhật Bản. Bài 18: Nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918-1939. Trong bài này, các em sẽ học phần nước Mỹ trong những năm 1929-1939, gồm những nội dung sau. Cuối năm 1932, Tổng thống Roosevelt thực hiện chính sách mới. Chính sách mới có những nội dung chính sau đây. Thứ nhất, giải quyết nạn thất nghiệp, phục hồi sự phát triển của các ngành kinh tế tài chính. Nhà nước quản lý chặt chẽ công nghiệp, nông nghiệp, ngân hàng, tổ chức lại sản xuất, cứu trợ người thất nghiệp, tạo thêm nhiều việc làm mới và ổn định tình hình xã hội. Chính sách mới của Tổng thống Roosevelt đã có tác dụng như thế nào đối với nước Mỹ? Chính sách mới đã đem đến những tác dụng sau đây. Thứ nhất, cứu nguy cho chủ nghĩa tư bản Mỹ. Thứ hai, giải quyết phần nào khó khăn của người lao động. Thứ ba, góp phần duy trì chế độ dân chủ tư sản ở Mỹ. Phần câu hỏi mở rộng gồm có 4 câu. Câu số 1: vì sao nói chủ nghĩa đế quốc Anh là chủ nghĩa đế quốc thực dân? Trả lời: vì đế quốc Anh xâm chiếm và bóc lột một hệ thống thuộc địa rộng lớn nhất thế giới. Câu số 2: đánh giá tính chất của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất. Trả lời: là cuộc chiến tranh đế quốc xâm lược phi nghĩa đối với cả hai bên tham chiến. Phần câu hỏi mở rộng tiếp theo, câu số 3: vì sao các nước đế quốc ráo riết chuẩn bị chiến tranh thế giới thứ nhất? Trả lời: vì muốn thanh toán địch thủ của mình để chia lại thuộc địa làm bá chủ thế giới. Câu hỏi số 4: vì sao Nhật Bản không bị biến thành thuộc địa hay nửa thuộc địa? Trả lời: vì Nhật Bản đã trở thành một nước tư bản công nghiệp phát triển nhất châu Á. Phần ôn tập của chúng ta đến đây đã kết thúc rồi. Các em cố gắng học bài cho thật kỹ nhé. Cô mến chúc tất cả các em đạt kết quả tốt trong kỳ kiểm tra này và đón một mùa Giáng sinh an lành, vui vẻ nhé.